Xin chào các bạn nhé, xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Người Vùng Cao TV nhé. Hiện tại ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi khám phá một cái chợ phiên vùng cao. Chợ ở đây là họp cũng gần quốc lộ 70 ở km 20 thuộc thị trấn Phong Hải. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi xuống chợ xem ở đây bà con mua bán ra làm sao nhé. Giờ xin mời mọi người ạ. Đây chợ họp sát quốc lộ. Mình thấy trước mắt mình thấy có mấy cô thì bán những hàng rau quả, hàng nông sản, thanh long. Quả dưa hấu, đây bán trứng. Trứng này trứng gà ta ấy nhỉ em nhỉ? Cái gà gì đấy ạ? Gà ăn cám. Trứng này bao tiền một quả? 28 như một chục. Mọi người đã đi chợ. Ở đây là mình trước mắt mình thấy có bà nó dưa hấu đổ hay bà bán ổi bên này bà mình có bà nó chó con, những chó con và chó con này bao tiền một con à bà? Có một con 250 ạ. Ở trong điệu có một con bán hết. Cái quả này là quả gì đấy bà? Quả này gọi quả gia vị đấy. Gia vị ạ? Một làng 15.000 thơm lắm. Quả gia vị. Mình lấy ở trên rừng hay mình trồng được à bà? Cái này là trên rừng già. Rừng già mới có. Người ta phải Tết người ta phải dùng cái này nhiều. Thơm lắm. Tí cái này là cái gì đấy bà? Cái này bắt ăn bổ máu cháu ạ. Cái này một cục này uống tầm 2 tháng. Ý là chỉ đéo mỏng mỏng ra cho 2-3 nhảy rồi vào nước sôi thôi. Mát ra bổ máu. Ai ra vào cũng được hết này. Ra vàng mát vàng được hết. Cháu thì thế đầu tiên thì tưởng là cái cục để làm gì ấy. Họ lấy nhiều cái cục này. Còn biết mà. Một cục này là bao tiền à bà? Một cục đấy là 25.000 cháu. Ồ, rẻ thế thôi á. Uống được 3 tháng. Và là gia vị cái này cho mắc khén vào làm chẩm chéo phải rồi đấy. Mình không biết nó bán có 15.000 một lạng thôi. Tươi à? Không tươi mà tươi người ta mới mua về người ta sao nó mới thơm. Đúng rồi, sao thơm nên người ta giá. Cái này nhà mình hay là mua à? Cái nhà mình thôi, họ bán 20.000 đấy. Một lạng cho xin một quả nhé. Xin một quả để ăn thử à? Lần trước ăn rồi bị lừa một lần mình biết. Nó tê tê lưới gì? Ăn thử đi này. Người ta làm mấy hạt dụng đi, chấm thịt gà. Đúng rồi, mùi tê lắm. Không đỏ ăn đỏ. Ây à? Tê lâu, phải mất 15 phút nó mới hết tan. Đi làm cái thịt gà, người ta làm mấy hạt dụng chấm thịt gà. Cái này để làm gì đấy ạ? Ở đây có mấy cô bán chè. Ăn đi không cô? Bánh rán. Ở đây cũng có mấy bà bán thảo dược này, đây là sâm đương quy này. Cái này là sâm đá. Nhưng còn cái này thì mình không hiểu. Cái này là cái gì đấy à bà? Không biết à?
Dùng để làm gì? Những cái này dùng để làm gì đấy bà? Cái này nó tổng hợp mùa cả. Hả? Mấy bà không biết nói. Mấy bà không biết. Mấy bà không biết tiếng phổ thông hơi khó. Đây mấy bà có bán bánh trưng. Đây là trở thành một tốp lều bé bé đấy mọi người ạ. Tính ra làm cái này hơi thấp nhỉ, mọi người đi phải cúi xuống. À, cô định bán cả rượu. Đây tiếp vào trong này vẫn có bán hàng, các loại mặt hàng thuốc trừ cỏ, các loại ngô giống, thóc giống. Nhưng mà rất là thấp, mọi người đi phải cúi xuống. Khu này thì bánh cuốn. À không phải bánh cuốn, cái này là bún chấm. Ơ cái bánh này là bánh gì đấy à đại ca? Bánh bao không nhân ngọt. À bánh bao không nhân. Như cái loại này cũng bánh bao ạ? Bánh bao rán. À. Cái này là bao tiền một quả? 5.000. À 5.000 thôi ạ. Đơn giản thôi. Khá là rẻ nhỉ. Bánh của bà con. Nông thôn. À. Cảm ơn chú nhá. Sang bên này thì mình thấy mấy bà bán chè này. Thế là bán chè là thu hút được những em nhỏ ấy. Mình sẽ đưa mọi người đi hết một vòng. Chợ ở trên này thì bà con mua bán như thế nào ấy. Đây là có những rau cuốc các thứ. Đây là rau phát để phát cỏ ấy, phục vụ bà con. Sang bên này có bán hàng nông sản, rau củ quả. Ngoài mặt đường thì cũng có bán rồi mà. Và trong này mới bán mới nhiều, rất là nhiều nhé. Nhìn này, các mặt hàng rất là tươi. Đậu này là bán theo miếng hay bán cân? Một cân này, một cân này. Tính ra cũng là thành 5.000 miếng. Cũng là thành cân. Một số nơi họ làm thành miếng to lắm, một miếng nó. Ở đây đấy. Đây mỗi mình làm khác kiểu. Sang bên kia kìa, bên kia. Cái này là miếng bé nhỉ. Như này là bao tiền một cân ạ? Trên này hai mấy nghìn? À đây là có rau toàn rau củ quả khu này. Đây là có bán cả thịt đây, lợn, bán giò. À,
Đại ca đây có bán không? Rất là nhiều, đây là trứng vịt, trứng gà. Trứng vịt lộn hả anh? Đúng rồi em ơi. Lộn gà. Không, không có trứng gà lộn nhỉ? Đúng rồi, không có gà lộn. Đấy, chỉ có vịt lộn. Có mầm ngỗng đây này. À, trứng ngỗng. Ngỗng cho ba đào đẻ đấy. Trứng ngỗng là ba tiền một quả? 30.000 quả em ơi. À, tí nữa sợ hết nhỉ? Tí nữa em mua... Đây là mấy bà bán à. Cái rau dớn này rất là tươi. Như này là bao tiền một mớ này cô? À, có 10.000 thôi nhưng mà rất... Cái này chắc phải tầm 1 cân đấy. 10.000 một mớ. Cái này là mình hái trên rừng đúng không? Còn cái này cũng hái trên rừng. Cái này thì... Cái này vẫn trồng được nhưng mà... Nó cũng hơi khó. À. Cái này là bao tiền một mớ? Cũng 10.000. Cũng 10.000 một mớ. Rau cải này cũng 10.000 à? Rau cải 10.000. Toàn một hàng 10.000 hết. Mấy bà có bán hoa đu đủ đực. Cả. Cá khô. Bà con đi chợ cũng khá là đông. Chợ đây là họp vào thứ 2 nhé, thứ 2 hàng tuần. Mọi người đi mua, tranh thủ mua đồ, mua thức ăn để phục vụ hàng ngày, rất là đông. Giờ mình sẽ di chuyển qua khu ăn sáng ấy. Khu này là khu bán chè, cũng rất là đông này. Chè rất là đông. Em có cái gương. Không lắm vậy, bán nó cho một chuẩn chuẩn nha. Không có sao mới chuẩn đối với em, không có. Đây, khu này là khu ăn, điểm ăn sáng. Ăn bát phở thôi. Sang bên này. Đây là những quán ăn sáng. Mình chỉ làm một cái vách nữa. Rất là đơn sơ. Tí quay lại. Wow. Có.
ăn bánh cuốn. Đây là khu ăn phở kín hết chỗ nha. Chắc ở đây họ cũng để là chỗ nó cũng bàn nó cũng hơi hẹp ấy, thì cho nên là mình thấy ở đây rau thơm chủ yếu là bí, hoa chuối. Mấy thanh niên ăn phở không à, không có thịt à? Ôi, cái gì? Ở đây hơi tối nhỉ, thì không có điện à? Ngồi đây à? Ăn phở hay ăn gì? Vâng. Gọi chưa? Cho cô thở tí thì người cô đang gầy. À, đang mệt à? Đông khách quá nhỉ. Giờ sẽ mời mọi người ăn sáng nha. Bát phở khá là đầy. Thôi, mình sẽ bắt cuốt vào ạ. Cái này phải có chua. Thôi, chào mời cô nha. Mời chủ nhà. Bây giờ toàn làm máy móc. Mình cảm thấy nhạt nhạt kiểu gì ấy. Cho ít hạt nêm vào mà nó hơi nhạt nhạt đấy. Con này mình sẽ đảo hết cái bát măng này. Hết bát măng này à? Ăn chua chua nó ngon đấy các xong là về luôn đi. Đi về luôn. Tôi cho hôm nào vào mấy khoảng mấy giờ? Giờ nó sớm mà. Châu giờ nó họp sớm luôn đấy. Sớm rồi á? Hôm tôi đi tầm 10 giờ đã còn, nhưng mà thế họ đã có xe trở về nhiều lắm rồi. Buổi sáng đi ăn ngon lắm. Nói chung là chợ này thì gọi là chợ về bình dân. Thảo dược thì cũng có nhưng mà nó ít, không có thôi. Chắc là người đang tính toán là sao một phiên chợ bán đủ là vừa, chứ không lấy nhiều. Chợ Bác Hải nhiều nhỉ? Chợ Bác Hải nhiều, bán la liệt luôn. Đó, chợ này hôm nay không bằng một quán. Chợ này không có, chưa nhìn thấy có tâm thất này. Chợ này á? Chợ này có tâm thất cô. Tươi không có.
này ngại vào chợ đâu. Báo hôm nay ở phía Bắc là mưa to đấy. Cơ báo mình mưa to. Mình vừa nghe có người gọi là thả không hành, thì toàn nhiều người không ăn được hành. Còn mình cái gì hơi buồn. Không kia một cái gì cả. À, chưa gợi ý à? À kiểu mình bán nào mình cũng bốc. Nhà ở đây cũng gần, họ đi mua hàng xong họ cũng về luôn. Có hành thì có. Ăn xong thì anh em mình sẽ đi quay chia sẻ tiếp nhé các bạn nhé. Bây giờ thì xin tạm thời cắt video ăn được tới đây thôi. Ờ, rồi là sau khi ăn xong thì tiếp tục mời mọi người cùng mình đi quay. Thịt thăn. Thịt thăn, thịt lưng, thịt lưng. Ờ, gần giáp xương. Xương sườn ấy, cái này thịt thịt thăn. Mình không mổ bây giờ quên. Rất là ngon, cái thịt thăn này là ngon nhất. Nhà cháu đâu, Bắc Hà? Cháu Bảo Thắng, ở trung tâm Bảo Thắng. Cái này là cái dạ dày. Ở Tích Điện. Ở Tích Điện cháu. Cái này mua xương về làm chặt sẵn. Cái này về kho với măng cũng được. Chế biến món gì cũng được. Xào. Ô, cô bán hết rồi à? Đây là toàn mớ. Như thịt này là bán 100 mấy rồi cô? 100. À 100. Có đi chơi tí cô ạ? Ừ. Lâu chưa đi chơi. Đây là toàn là hàng thịt. À. Cái này là da bò à? Đây là bì bò. À. Bì bò với rượu. Cái này là có da không cô? Dài. Da mềm mà. Nấu sốt vang được không ạ? Sốt vang quá ngon luôn. Gái ơi, làm gan mỡ ở đây xem. Giờ xe sang bên này mua quả trứng trứng ngỗng ấy để cho mấy cháu nó chữa. Đây bên này còn trứng ngỗng không đại ca ơi? Bình thường bán cho một quả đấy, để quả trứng ngỗng bán cho em một quả 30.000 em. 30.000 này chắc chỉ ăn một quả thôi nhờ, đàn bà đẻ làm gì chửa vì ăn nhiều nhỉ? Ăn một quả này về xong rồi bà nó chửa ăn xong rồi tối đạp tiếp. Không ăn nó đạp được à, cho nó khỏe. Đấy là mua cho hàng xóm thôi. Ok để vào đạp hàng xóm. 30k đạp mua hàng xóm gì đấy rồi, rồi rồi xin nhá, mua quả trứng ngỗng. À mình định sang bên này mua rau dớn bán hết rồi à chú? Còn rau dớn không? Bán cho một bó ấy. Rau dớn phải kết hợp với lá đu đủ hoặc là hoa đu đủ. Bác lấy cho em một mà. Không đang phiên bản này như thế nữa. Về nhà mình có cái lá đu đủ. Cái này mình về mình làm nộm mà. Ừ, làm nộm thì không thể cho lá đu đủ được. Ờ đây đến đây em hỏi trước mà. Cái này là 10k ạ. Vâng 10k. Để mua rau dớn về làm nộm. Chắc là đại phi quý. Anh ấy có cả mớ bồng khoai. Quả bí nó hay nhỉ, nó dày dài. Rau, rau dớn. Rau dớn với quả trứng ngỗng. Thế là lo một bữa rồi ạ. Hay là về trứng ngỗng về xào tỏi luôn nhỉ? Chưa dùng vào đấy bao giờ. Giờ trời mưa bay bay. Này, bên kia người ta bán hoa đu đủ nhỉ? Đây này, hoa đu đủ chứ, hoa đu đủ là nhà mình có rồi. Nói chung là mình... Có
cũng không đủ bán thôi, nhưng mà mình hoa đu đủ thịt tươi, cái này về xào ăn này, hoặc là ngâm mật ong này. Nhưng mà theo như mọi người, ngâm mật ong là phải phơi nắng vài lắng các bạn, phải để cho nó héo vào. Còn nếu mà ngâm trực tiếp luôn thì rửa hơi khô vào nước ngâm luôn thì nó sẽ bị chua và nó không khí ra. Bên này à, sang bên này thì có các cô mấy bà bán toàn bán dép. Trời mưa. Ở khu trứng ở nó đông người nhất. Khu bán trứng. Này đi chợ chỉ mua được mớ rau muống rồi các bạn ạ. Có khi một tí mua cả cái cà. Trời lại mưa rồi. Đây là khu họ bán gà. Cái gà này giờ bao tiền một cân hả chú? Bây giờ hiện nay đang bán là 60-62. À, 60. Không là cháu mua ở trên Bảo Nhai họ còn bán 65 gà như này. Gà cũng rẻ nhỉ. Bây giờ mấy con chứ? Chân nó to con. Chân nhỏ. Gà nó có thể hai loại, một loại gà đắt, loại gà gì. Như này chứ gà rẻ nhỉ. Như loại này là Minh Dư à? Như này chứ gà rẻ nhỉ. Lai chọi. Không phải, cái loại kia là gà mía, chính gà mía giờ ăn ngon. Gà hồ với... Còn đây như cô sách này là gà Minh Dư đúng không? Bên này là gà mái, cái này là gà... Gà hồ. Nói chung gà Minh Dư thì... ăn nó thịt nó săn chắc hơn. Này có cả gà Minh Thư á. Minh Dư. Minh Dư nó sống ở không, nó mình nuôi thôi, nhưng mà cái Minh Dư thì nó thịt nó săn chắc ấy. Còn cái loại gà mía thì ăn nó kiểu nó thịt nó ngọt như mía. Cứ nói nôm na là như vậy. Đây là khu bán quần áo này. Mọi người có thể nhìn thấy là đi phải cúi cúi đi luôn. Những người cao rồi. Mình 1m7 mà đi phải cúi, những người còn tầm 2m thì khó đi. Bán quần áo. Bán quần áo, bán hạt những hạt rau, hạt củ quả. Ô, chị này có bộ quần áo khá là đẹp. Khu này là hàng thổ cẩm của người Mông. Đây những túi vải thổ cẩm này, để đựng điện thoại, đựng tiền. Ở đây họ khóa đây.